Hà Nội, quận Hoàn Kiếm sẽ xử lý người dân trèo rào ra khỏi khu phong tỏa. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ xử lý hành chính đối với những người dân khu vực phường Trương Dương treo hàng rào để đi ra ngoài khu cách ly. Sáng mùng 2 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra tình trạng người dân khu vực phong tỏa tại phường Trương Dương, Hoàn Kiếm treo hàng rào dây thép gai để đi ra ngoài khu phong tỏa, quận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng truy tìm xử lý các trường hợp này ngay trong đêm mùng 1 tháng 8 cùng với đó quận hoàn kiếm lập phòng bảo vệ hai lớp nên khi người dân đi qua lớp đầu tiên sẽ bị chặn lại không thể ra ngoài khu vực phong tỏa đối với những trường hợp đã vi phạm ở trên sẽ bị xử lý hành chính theo quy định hiện hành nếu xét thấy tính chất nghiêm trọng quận có thể chuyển các cơ quan chức năng để xử lý theo luật định Trước đó, ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã phong tỏa một phần phường Trương Dương sau khi nhận được thông tin anh T. q H. sinh năm 1991, trú tại phường Trương Dương là dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa dương tính với SARS-CoV-2. Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, người dân tại địa bàn dân cư phường Trương Dương không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác trong trường hợp các hộ gia đình cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật